Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Thì trước khi vào câu chuyện ngày hôm nay, mình muốn chia sẻ một chút. Thì như các bạn cũng biết, thời gian trước thì mình ra chuyện không được đều đúng thời gian, mình rất là bận, thì thời gian này cũng vậy thôi. Thế nhưng mình sẽ cố gắng ra một ngày 3 tập hoặc là 4 tập cho các bạn. Thế nhưng mình cũng xin nhắc trước là thời gian nó sẽ không được chuẩn xác, chuẩn men như cách đây khoảng vài tháng. 2-3 tháng đời trước thì nó sẽ xê dịch khoảng 1 tiếng hoặc 3 phút gì đấy, nhưng đảm bảo sẽ đủ 3 tập hoặc 4 tập cho các bạn. Và hôm nào mà có xuyên không ấy thì thường thường sẽ chỉ có 2 tập tiên hiệp thôi. Thế nhưng mà mình sẽ cố gắng đọc 3 tiên hiệp, vẫn giữ phong độ như cũ, 3 tiên hiệp và 1 xuyên không. Nhưng thời gian nó sẽ xê dịch không được chuẩn men thì các bạn cũng thông cảm cho Khánh Duy. Và bây giờ chúng ta sẽ vào tập tiếp của ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy tiếp tục đến với tập 122 Độc Bộ Thiên Hạ Thạch Trư ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói Hương Tượng Đại Thánh chính là huynh đệ kết nghĩa của Yêu Hoàng Nguyên Thủy Yêu Tông, tình cảm sâu đậm, thanh danh của lão rất lớn, thực lực cũng mạnh kinh người, không hề kém những cao thủ như Lý Thiên Vương. Nhưng lúc này đây, lại Diệp Phúc vung tay một cái liền giết kẻ này ngay tại chỗ, khiến lão hồn phi phách tán. Đám người Viên Thiên Công, Chu Thế Văn thấy thế không khỏi khiếp sợ. Một thế hệ đồ sỏ như vậy mà Diệp Phúc không chớp mắt cái nào liền giết chết lão ta. Bọn họ vốn từng nghe Diệp Phúc giết người không tính toán, chính là ma đầu có ác danh rõ ràng trên đời, nhưng bọn họ có quan hệ mật thiết với Diệp Phúc, nghe vào trong tai cũng gần như thành một câu nói đùa, thậm chí trong tâm bọn họ còn mơ hồ thấy Diệp Phúc bình dị và gần gũi. Nhưng lúc này thấy Diệp Phúc bất động thanh sắc liền xử tử cường giả như Hương Tượng Đại Thánh, mới khiến bọn họ cảm thấy giang hồ đồn đại chỉ e rằng không đơn giản như lời đồn đại đó. Diệp Phúc một tay bắt lấy, lôi cả nguyên thần và thiên địa pháp tướng của Hương Tượng Đại Thánh ra khỏi cơ thể của lão, lập tức giao thân thể, nguyên thần và thiên địa pháp tướng của Hương Tượng Đại Thánh cho Giao đạo nhân, mỉm cười nói: "Tiêu đại ca, thực lực của Hương Tượng Đại Thánh này đệ cũng cực kỳ khâm phục. Nếu giao tranh chính diện mà đệ muốn bắt lão ta thì phải mất công phu. Huynh luyện nó thành thân ngoại hóa thân đi, nguyên thần thứ hai, thiên địa pháp tướng thứ hai đi. Như vậy đủ để quét ngang tam tương cảnh, không có mấy người có thể cùng huynh giao phong được đâu." Tình nghĩa vốn có của Diệp Phúc và Giao đạo nhân đã sâu đậm tới, dù có đưa thứ gì đi chăng nữa thì Giao đạo nhân hay Diệp Phúc cũng sẽ không khách khí đối với đối phương. Nhưng Diệp Phúc đưa tất cả thân thể nguyên thần và thiên địa pháp tướng của Hương Tượng Đại Thánh cho hắn, Giao đạo nhân đã hoàn toàn rung động, vội vàng từ chối liên tục, không dám nhận lấy. Diệp Phúc trực tiếp ném thân thể và thiên địa pháp tướng cho hắn, lập tức dùng chiêu hồn phiên lấy ra hồn phách thần thức của Hương Tượng Đại Thánh, rút lấy trí nhớ của lão, lục soát ra tâm pháp chấn giáo của Nguyên Thủy Yêu Tông, Nguyên Thủy Vạn Hóa Quy Nguyên Kinh, chỉnh sửa lại một phen, giơ tay ra điểm lên mi tâm của Giao đạo nhân, truyền thụ hết tâm pháp này cho hắn. Giao đạo nhân vốn là yêu tộc, có thể tu luyện Nguyên Thủy Vạn Hóa Quy Nguyên Kinh, cũng có thể cho nguyên thần và thiên địa pháp tướng của Hương Tượng Đại Thánh cùng tu luyện môn tâm pháp này. Như vậy Giao đạo nhân sẽ không vì thúc giục thân thể Hương Tượng Đại Thánh mà khiến nguyên thần thứ hai, thiên địa pháp tướng thứ hai giảm tu vi xuống. "Môn đồ Quan Tinh Phong, ta xuống núi lịch luyện đi, bằng không sẽ không có của cái ở bên thân đâu." Diệp Phúc lắc đại đỉnh, chỉ thấy trong miệng đỉnh những cái linh mạch bay ra, có không biết bao nhiêu linh mạch cấp thấp, gần như là tứ giai, ngũ giai, lục giai linh mạch màu xanh, số lượng nhiều đến mức làm cho người ta phải giận sôi lên. Các loại linh mạch bị Diệp Phúc lấy đại pháp lực giam cầm, thu nhỏ lại còn lớn như những con chăn chồng chất ở trước mặt mọi người, mỗi người một phần. Diệp Phúc phân phát bảo vật xong, lúc này vươn thân bay lên, cười nói: "Các ngươi chuẩn bị một chút đi, sau đó xuống núi lịch luyện đi, ta đi tìm ứng sư huynh đây." Mọi người nhìn đám của cải chồng chất như núi trước mắt này, thật lâu không hề động đậy, dù chỉ là một chút, e sợ nếu chỉ động một chút thôi thì sẽ thức tỉnh khỏi giấc mộng này, tất cả những thứ trước mắt sẽ tan thành mây khói hết. "Rốt cuộc là sư tôn đã giết bao nhiêu người mới có thể tụ tập được một món của cải khổng lồ như vậy đây?" Cung Ngọc Nương há to miệng, thật lâu không thể khép lại, thật không hề có mặt mũi nào của một vị đại sư tỷ. "E rằng là rất nhiều người đi." Hoàng Sán không dám xác định, mơ mơ hồ hồ mà nói. Chu Thế Văn nuốt nước miếng, lẩm bẩm nói: "Các người nói xem, của cải trên người chúng ta có phải là còn khủng bố hơn cả mấy vị sư thúc sư bá kia không vậy?" "Hề, đâu chỉ như thế." Phương Thần cũng thay đổi sắc mặt, lắc đầu nói:
Ta nghe nói phong chủ các đại linh sơn có thể có một kiện nguyên thần chi bảo trấn áp linh sơn đã coi như không tồi rồi, mà mỗi người chúng ta đều có một món tam tương chi bảo, hơn nữa linh mạch nhiều đếm không xuể kìa. Viên Thiên Công dù sao cũng là lão yêu quái, lão luyện trong chốn giang hồ, ho khan một tiếng trầm giọng nói: "Mọi người thu đồ đi, dùng sát khí tu luyện, sau đó xuống núi đi tìm Thiên Âm Dương Tam Sát, tẩy lễ nguyên thai, ra bên ngoài rồi, mọi người nhất định phải giữ miệng. Khi người khác hỏi thì tuyệt đối không được nói là đệ tử của chủ công, nghe rõ chưa?" "Vì sao vậy?" Cô Ngọc Nương không vui hỏi lại. Viên Thiên Công chỉ đám của cải bày trước mặt kia, thở dài một tiếng cười khổ nói: "Nhiều bảo vật như vậy, chủ công phải giết bao nhiêu người mới có thể lấy được đây? Chủ công xử lý nhiều người như vậy, kẻ thù khắp thiên hạ. Nếu chúng ta xuống núi lịch luyện, tuyên bố là đệ tử, môn nhân của ông ấy, có thể nghĩ tới kết cục của chúng ta chắc chắn là sẽ cực kỳ thảm." Đám người Hoàng Sán không khỏi dùng mình một cái, gật đầu liên tục. Dù là Giao đạo nhân không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, cũng không dám tưởng tượng tình cảnh khủng bố kia. Diệp Húc đi thẳng đến tổng đàn Thánh Tông, dọc theo đường đi gặp được đám người Lỗ trưởng lão, Tiết trưởng lão, cười chào một tiếng: "Chào buổi sáng hai vị sư huynh." Lỗ trưởng lão có phần không yên lòng, buồn bã hiểu xìu nói: "Thiếu bảo, ngươi đã về rồi ư? Đáng tiếc là ngươi về trễ, không thể tới kịp để tham dự tang lễ của Diệp sư đệ." Diệp Húc gật đầu, thở dài nói: "Đã muộn vài ngày, trời ghét người tài mà." "Đúng vậy, trời ghét người tài." Tiết trưởng lão lắc đầu thở dài vô cùng buồn đau nói: "Ba người lần lượt đi qua, hai người Lỗ trưởng lão và Tiết trưởng lão bay ra hơn 10 dặm mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên những dãy núi kia không một bóng người, vắng vẻ và thê lương. Bỗng nhiên một cơn gió lạnh thổi tới, hai người đồng thời dùng mình một cái, lướt nhau, có chút sởn da gà, sợ hãi mà nói: "Giữa ban ngày ban mặt, chuyện ma quỷ gì đây?" "Kể rằng lục đạo luân hồi tan vỡ, thế gian không còn oan hồn quỷ phách nữa. Chẳng lẽ Diệp sư đệ giết quá nhiều người, tội ác ngập trời, thậm chí chết rồi còn hóa thành ác quỷ hay sao?" Diệp Húc ẩn trong hư không, lại hít lấy một hơi, thổi ra một luồng gió lạnh tới hai người kia, hù cho hai người hồn bay phách lạc, vội vàng mà chạy trối chết. Diệp Húc đuổi theo một mạch, ở sau cổ hai người thổi tới thổi lui, làm cho hai người kia sợ tới chết khiếp, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, đắc ý rào rạt đi vào tổng đàn Thánh Tông. "Không biết có thể dọa được ứng sư huynh không đây? Nếu có thể dọa được cho hắn chết khiếp, thật là phấn khích cả." Diệp Húc ngẫm nghĩ một chút, bỏ ý tưởng này đi. Ứng Tông Đạo giống như là thiên nhân vậy, chỉ sợ coi như mình thật sự chết rồi, xác chết vùng dậy cũng không dọa được hắn. Ứng Tông Đạo đứng ở trong thánh điện tông chủ, lưng quay về phía Diệp Húc. Ở hai bên hắn là hai dãy thánh tượng của các tông chủ nhiều thế hệ, đủ mọi tư thái, rất là sống động. Diệp Húc đi đến cửa chính của thánh điện, chỉ thấy Ứng Tông Đạo vẫn là thiếu niên áo trắng như trước đây, chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên vách tường thánh điện. Trên vách tường trống không, một mảnh trắng như tuyết. Khí thế của hắn bốc lên, khi thì hóa thành thiên đình ma đạo, khi thì hóa thành hoàng tuyền, khi thì hóa thành lục đạo luân hồi, lúc lại hóa thành ba tuần đại ma vương, đủ loại cấm pháp suy diễn ở không gian sau lưng của hắn. Cửu cấm của Hoàng Tuyền Ma Tông, cửu đại cấm pháp kia, Ứng Tông Đạo đã hoàn toàn tu thành bát cấm, còn một đại cấm pháp nữa chưa có tu thành. Tiến hóa lục đạo băng diệt, nhưng vận chuyển rất chậm chạp. Môn cấm pháp này của hắn vẫn chưa tu luyện đến viên mãn, không có đạt tới nhân hoàng đỉnh phong. "Hoàng Tuyền Thánh Tông ta có tất cả 9 cấm, chỉ có tông chủ nhất mạch mới có thể tu luyện. Cũng bởi vì thế mà nhiều thế hệ tông chủ của Thánh Tông ta đều là tuyển lựa ra từ trong tông chủ nhất mạch. Mà mỗi lần Thánh Tông lựa chọn đệ tử, chỉ có những người có tài năng nổi bật nhất mới có thể đi vào tông chủ nhất mạch được." Ứng Tông Đạo quay lại ngẩng đầu nhìn Diệp Húc mỉm cười nói: "Thiếu bảo, trong nhiều thế hệ tông chủ đã qua, chỉ có một người luyện thành cửu cấm. Ta sắp trở thành người thứ hai, mà đệ có thể chính là người thứ ba. Lúc trước đệ ở trong phần đông các đệ tử trổ hết tài năng, theo lý mà nói ta là hẳn nên thu đệ vào môn hạ. Cửu đại cấm pháp này đệ cũng có tư cách tu luyện, đáng tiếc là lại lỡ mất đệ trở thành sư đệ của ta." Hắn phất tay áo một cái, cửu đại cấm pháp lần lượt xuất hiện trước người Diệp Húc, đều tự biến hóa ra chỗ huyền diệu của cấm pháp. Cấm pháp sở dĩ được gọi là cấm pháp, đó là bởi vì chúng nó có được hệ thống độc lập, tự thành hệ thống, tiến hóa một thế giới. Điều này là đặc thù mà những tâm pháp không có. Cửu đại cấm pháp mà Ứng Tông Đạo nói đến hình thành 9 thế giới nhỏ độc lập. 9 thế giới này đại diện cho ý nghĩa sâu xa của cấm pháp. "Đệ vừa mới trở về Thập Vạn Đại Sơn, ta đã biết rồi. Đệ nói phải vơ vét tài sản của ta cũng biết. Nhưng ta tự thấy bản thân không có vật gì, đành phải để cho đệ thứ này." Ứng Tông Đạo như cười như không mà nói:
kiểu đại cấm pháp, đệ có thể chọn một cái, cũng có thể lựa chọn 9 loại cùng tu hành, ý của đệ như thế nào? Diệp Húc ngẩng đầu nhìn kiểu đại cấm pháp kia, nghi ngờ nói: "Sư huynh, đệ chẳng qua định đòi chút ưu việt mà thôi, đệ không có lòng tham. Huynh lấy ra từ hàm răng chút ít thịt thừa thôi, tiểu đệ đã vui mừng khôn xiết rồi. Mà huynh một hơi lấy ra kiểu đại cấm pháp, cái này thật quá long trọng. Sư huynh, hay là huynh có điều kiện gì phải không?" Ứng Thông Đạo cười ha ha nói: "Điều kiện chỉ có một, nếu đệ chỉ chọn một quyển trong số đó thì thôi, nhưng nếu đệ chọn cùng tu hành 9 loại, tương lai cho dù ta có trở thành vô hoàng hay không thì đệ đều phải làm người đứng đầu thánh tông, trở thành thánh chủ đời tiếp theo của thánh tông ta." "Sao? Tông chủ đời tiếp theo ư?" Diệp Húc lắc đầu nói: "Quá mệt mỏi, mặc kệ, đệ chọn một loại cấm pháp thôi." Ứng Tông Đạo thở dài, mặt co mày cáo nói: "Quả thật là quá mệt mỏi, chuyện mà thánh tông thánh chủ phải xử lý quá nhiều. Nếu như lúc trước ta không làm tông chủ của thánh tông, e là giờ phút này đã tu thành kiểu cấm, trở thành vô hoàng rồi." Diệp Húc đứng trước kiểu đại cấm pháp, xem qua xem lại, kiểu cấm của Hoàng Tuyển Ma Tông tuy không phải là cấm pháp có uy lực lớn nhất, không nổi danh bằng cấm pháp của Tam Cung Ma Đạo, cũng không sánh được với cửu chuyển nguyên công của Tiểu Quang Minh Thánh Địa, thậm chí còn kém cả Đôi Thiên Thập Nhị Thần Sát của Thủy Hoàng Đế. Nhưng những cấm pháp đấy đều có nét đặc sắc riêng, tu thành một môn rồi thì có thể tung hoành thiên hạ. "Ta trận môn lục đạo phá diệt cấm điển này." Diệp Húc đứng trước tiểu thế giới của lục đạo băng diệt, ngẩng đầu cẩn thận đánh giá, hắn cười nói. Ứng Tông Đạo khẽ gật đầu, chỉ thấy tòa tiểu thế giới lục đạo băng diệt kia đột nhiên sụp đổ, hóa thành những văn tự cuồn cuộn chảy tới, cùng với ma âm mênh mông ầm ầm tuôn vào trong não của Diệp Húc. "Cách đây không lâu, có một cô gái ma tộc lẻn vào thánh tông ta, bị ta bắt được. Cô ta đưa tới một cái ngọc điệp, nếu là muốn tận tay giao cho đệ. Ta đuổi cô ta về rồi, hiện giờ ngọc điệp đang ở trong tay ta." Ứng Tông Đạo lấy ra một cái ngọc điệp vứt cho Diệp Húc, nhàn nhạt mà nói: "Ma hoàng lịch kinh mấy trăm năm, thập điện Diêm La Ma Hoàng đại điện, ông ta sáng tạo ra dung hợp với đủ loại cấm pháp của thập đại ma điện hàng của ma vực. Tuy nhiên ông ta vẫn chưa thể hoàn toàn hoàn thiện được môn cấm pháp này, nhưng cũng không phải là nhỏ. Phần hậu lễ này thiếu bảo, đệ làm thế nào mà có được vậy?" "Sao? Làm thế nào ư?" Diệp Húc nhận lấy ngọc điệp, chỉ cảm thấy cái ngọc điệp này vô cùng nặng, giống như đang đặt một đại lục ở trên tâm mình vậy. "Sư huynh, nội dung bên trong đấy huynh không định xem một chút hay sao?" Ứng Tông Đạo rời khỏi tông chủ đại điện, nhẹ nhàng bay đi, thanh âm truyền đến: "Ma hoàng tuy là kỳ tài ngút trời, nhưng ta cũng không kém, vì sao phải xem cấm pháp của hắn ta sáng tạo ra đây? Nếu ta muốn xem cấm pháp của hắn, đương nhiên là tự mình lãnh giáo hắn ta rồi." Diệp Húc lật qua lật lại đánh giá ngọc điệp mấy lần, chỉ thấy trên ngọc điệp dáng người của Ma La Dư bồng bềnh. Hiển nhiên cô gái hoàng tộc Ma La này khi rèn ngọc điệp rất dụng tâm, rèn hình tượng của mình sao cho động lòng người nhất, càng giống như là đang làm một món đồ nghệ thuật làm kỷ niệm, chứ không phải một món đồ để truyền công. "Ta đưa cho Ma La La Dư kiểu chuyển nguyên công của Bảo Nguyên Đại Thiền Sư, Ma La Dư đưa ta thập điện Diêm La Ma Hoàng đại điển. Đây là có qua có lại mới tọa lòng nhau, có lẽ là Ứng sư huynh nghĩ nhiều rồi." Diệp Húc do dự một lát, vươn tay nhẹ nhàng vuốt cánh ngọc điệp kia. Ngọc điệp kia cảm ứng được hơi thở của hắn, lập tức nổi tung, hóa thành hình ảnh của Ma La Dư điểm vào mi tâm của hắn. Loại truyền công chi bảo ngọc điệp này chỉ có hơi thở riêng của nhân vật đã được chỉ định mới có thể mở ra, lấy được truyền thừa trong đấy. Dù những người khác có đập vỡ ngọc điệp đi chăng nữa cũng không thể lấy được tin tức bên trong ngọc điệp. Loại phương thức truyền thụ này là để đề phòng tâm pháp trong ngọc điệp rơi vào tay kẻ khác, tâm pháp bị đưa ra ngoài. Nhưng cũng có yêu cầu, đó chính là người truyền công phải quen thuộc với hơi thở của đối phương. Diệp Húc cũng không phải là ma tộc, không gian tử phủ trong mi tâm không có kiểu đại luân hải, không thể tu luyện tâm pháp ma tộc. Tâm pháp của nhân tộc và ma tộc hoàn toàn là hai hệ thống khác nhau, trừ phi là con lai người ma có đặc thù của nhân tộc cùng luân hải. Nhưng chuyện này hiển nhiên là không thể nào xảy ra được. Bởi vậy, thập điện Diêm La Ma Hoàng đại điển với hắn chỉ có một tác dụng duy nhất, đó chính là tham khảo. Ngoài thập điện Diêm La Ma Hoàng đại điển, lục đạo phá diệt cấm điển cũng chẳng có chút tác dụng nào với Diệp Húc cả, cũng chỉ để tham khảo. Tham khảo hai môn cấm pháp này với bản vương khai thiên kinh của Diệp Húc mà nói thì tuyệt đối có lợi ích rất lớn, có thể giúp hắn hoàn thiện bản vương khai thiên kinh. Thập điện Diêm La Ma Hoàng đại điển mà Ma La Dư truyền lại cho hắn chỉ có 7 tầng đầu, có thể tu luyện ra thiên địa pháp tướng, nhưng không thể tiến vào cảnh giới tam bất triệt cảnh. Như vậy, tuy rằng Ma La Dư là con gái của Ma Hoàng, nhưng Ma Hoàng cũng không truyền thụ hết môn cấm pháp này cho cô ta. Diệp Húc so sánh hai môn cấm pháp này một hồi, không khỏi phát hiện ra một hiện tượng thú vị. Thập điện Diêm La Ma Hoàng đại điển bao hàm nhiều tin tức. Môn cấm pháp này chính là do Ma Hoàng tham khảo cấm pháp chấn điện của thập đại ma điện hàng của ma vực sáng tạo ra, bao quát rất nhiều cấm pháp.
trong đó có Thập Giới U Minh Pháp Điển, Đại Tự Tại Thiên Thượng Thần Chân Kinh, Lục Đạo Luân Hồi Bảo Quyển của Chuẩn Luân Vương Thần Điển, thậm chí còn có Di La Thiên Bảo Nguyên Thai Quyết và pháp môn của Nguyên Thủy Vạn Hóa Quy Nguyên Kinh. Mà là Thôn Thiên Ma Kinh cũng có thể cắn nút tu vi nguyên thần của người khác. Môn cấm pháp này dung nạp tinh hoa của 18 loại cấm pháp của Thập Đại Ma Điển. Ma Hoàng thật không hổ là nhân vật xếp hạng nhất trong hư không bảng, tư chất còn cao hơn Ứng Sư Huynh một bậc, không phải là không có đạo lý. Những cấm pháp đó cùng với nhiều cấm pháp phòng tuyển ma tông ta đều có hiệu quả như nhau. Diệp Phúc phát hiện, bất kể là Lục Đạo Luân Hồi Bảo Quyển của Chuẩn Luân Vương Thần Điện, hay là Chư Thiên Luân Hồi Cấm Điển của Hoàng Tuyển Ma Tông, hoặc là Lục Đạo Phá Diệt Cấm Điển, hoặc là Cửu Lục Đạo Bảo Quyển, phần lớn đều liên quan đến Lục Đạo Luân Hồi. Loại hiện tượng này thật là kỳ lạ. Hàng cổ ma vực có cùng một loại cấm pháp còn có thể hiểu được. Dù sao nơi đó là 18 tầng địa ngục thời viễn cổ, Lục Đạo Luân Hồi sụp đổ nơi đấy, ma tộc đúng là di tộc của chủng tộc địa ngục, mà tổ sư khai phá Hoàng Tuyển Ma Tông ta xuất thân từ địa ngục viễn cổ, e là có muôn vàn liên hệ với ma tộc, có khi tổ sư lại chính là một ma tộc. Ý tưởng này của Diệp Húc hơi đại nghịch bất đạo, nhưng sự thật là như vậy. Cấm pháp của Hoàng Tuyển Ma Tông quả thật rất gần với tâm pháp của ma tộc, không thể không khiến hắn hoài nghi. Nhưng tổ sư khai phái đã sớm mất, bởi vậy nghi vấn này của hắn chẳng ai có thể trả lời được. Bởi vì thập điện Diêm La Ma Hoàng Đại Điển bao gồm quá nhiều cấm pháp, đủ các loại hỗn tạp, nên khiến cho môn cấm pháp này cũng không hoàn mỹ. Muốn hoàn toàn hoàn thiện thập điện Diêm La Ma Hoàng Đại Điển cần tiêu phí lượng thời gian và trí óc mà người thường không thể tưởng tượng được, lại càng cần thêm trí tuệ không gì sánh nổi, chỉ có vô hoàng mới có thể làm được điều này. Thế nhưng thập điện Diêm La Ma Hoàng Đại Điển lại có nhiều gợi ý và hoàn thiện với bản Vương Khai Thiên Kinh của Diệp Húc, dung nhập môn cấm pháp chứa nhiều pháp môn này vào trong bản Vương Khai Thiên Kinh, rồi sẽ khiến cho hắn tu luyện nhanh hơn, khiến cho cấm pháp mình sáng tạo ra càng ít lỗ hổng thì càng thêm hoàn mỹ. Mà Lục Đạo Phá Diệt Cấm Điển do Ứng Tương Đạo truyền lại, luận lượng tin tức và trình độ tinh thâm thì kém xa Ma Hoàng Đại Điển. Nhưng môn cấm pháp này có một ưu thế mà Ma Hoàng Đại Điển cũng không có, đó chính là diễn hóa ra cảnh tượng khủng bố khi Lục Đạo Luân Hồi tan biến. Thứ để cho người ta chấn động nhất lại không phải là cảnh tượng Lục Đạo Luân Hồi tan biến, mà là cái bảo vật Lục Đạo Luân Hồi to đồ sộ này. Bất kể là Luân Hồi Thiên Bàn của Hoàng Tuyển Ma Tông hay Chuyển Luân Vương Thần Điện của Hàng Cổ Ma Vực, hai món đại cấm bảo này đều có uy lực có thể nói là mạnh nhất đương thời. Nhưng khi so với toàn Lục Đạo Luân Hồi ghi lại trong Lục Đạo Phá Diệt Cấm Điển kia, thì hai món cấm bảo này nếu đặt trước mặt Lục Đạo Luân Hồi quả thật chính là một chấm nhỏ, tí xíu, không hề đáng kể. Ở trong bản ghi lại của Lục Đạo Phá Diệt Cấm Điển, tòa Lục Đạo Luân Hồi này vô cùng to lớn, bao phủ toàn bộ địa ngục, toàn bộ 18 tầng địa ngục. Tính phức tạp của nó vượt xa Luân Hồi Thiên Bàn, phức tạp hơn Luân Hồi Thiên Bàn hàng tỷ lần. Uy lực của nó lại càng dũng mãnh đến vô biên vô hạn, thống ngự chư thiên chư địa, đem tất cả các chủng tộc trên thế gian đưa vào trong Luân Hồi, thậm chí cả tiên nhân viễn cổ cũng không thoát khỏi sự thống trị của Lục Đạo Luân Hồi, sau khi chết cũng phải đi vào trong Luân Hồi. Cho dù là thiên đình thời viễn cổ, tiên nhân hay thiên đế khi chuyển thế cũng phải trải qua Lục Đạo Luân Hồi. So sánh qua thì uy năng của Chuyển Luân Vương Thần Điện thì lại nhỏ đến vô cùng đáng thương. Thời điểm khi toàn Lục Đạo Luân Hồi này tan biến, từng tầng địa ngục sụp xuống, vô số vị thần tiên, tiên nhân táng sinh, toàn bộ đất trời lâm vào trong sự hủy diệt vô cùng khủng bố. Lục Đạo Phá Diệt Cấm Điển là ở góc độ của bên thứ ba ghi lại lần đại phá diệt này, hẳn là ngay lúc đấy tổ sư khai phái Hoàng Tuyển Ma Tông đã tận mắt nhìn thấy. Sau này tổ sư khai phái sửa sang lại cảnh tượng đó, diễn hóa ra đủ loại vô pháp tâm pháp, sáng tạo ra một hệ thống cấm pháp độc lập, cho nên mới có môn cấm pháp Lục Đạo Phá Diệt Cấm Điển. Với Diệp Húc mà nói, bất kể là thập điện Diêm La Ma Hoàng Đại Điển hay Lục Đạo Phá Diệt Cấm Điển, hắn sẽ không tu luyện mà lấy ra tinh nghĩa của hai môn cấm pháp này dung nhập vào trong bản Vương Khai Thiên Kinh, tạo ra loại pháp môn độc đáo của riêng mình. Lục Đạo Phá Diệt Cấm Điển hắn lấy ra chính là Lục Đạo Luân Hồi trước khi tan biến đi, mà thập điện Diêm La Ma Hoàng Đại Điển hắn lấy ra Thập Giới U Minh, thập điện Diêm La cùng với những gì ghi lại về Lục Đạo Luân Hồi trong Lục Đạo Luân Hồi Bảo Quyển. Xác định phương hướng lớn rồi, đầu óc của Diệp Húc nhanh chóng vận hành, không ngừng suy tính, đem các loại lớp nghĩa kinh văn dung nhập vào trong bản Vương Khai Thiên Kinh, cố gắng tránh các loại lỗ hổng hoặc sơ hở, khiến cho tâm pháp gần đến hoàn mỹ. Hắn ngồi xuống ở trong Tông Chủ Đại Điện Hoàng Tuyển Ma Tông hơn 10 ngày, vẫn ngồi liên tục không hề động đậy, cũng không dậy, không biết bao lâu mới đưa các lớp áo nghĩa dung nhập vào trong bản Vương Khai Thiên Kinh. Bây giờ mới chỉ là lần đầu dung nhập. Về phần bản Vương Khai Thiên Kinh sau khi dung nhập rồi có khiếm khuyết hay không thì phải chờ khổ tu thật lâu sau, tu vi tăng lên thật nhiều mới có thể nhìn ra được. Diệp Phúc đứng dậy,
Bàn Vương Khai Thiên Kinh vận chuyển, chỉ thấy thế giới sau lưng lập tức biến hóa, từng tầng U Minh địa ngục xuất hiện, có tổng cộng 10 tầng. Đó là một thế giới nơi ánh mặt trời không chiếu đến được, sâu dưới lòng đất, hình thành một thời không độc lập, hình thành ở phía dưới huyền hoàng khí. Bên trong mỗi một tầng U Minh địa ngục đều có hàng tỷ thiên ma, cổ ma, ma thần sinh sôi nảy nở. Lại có 10 tòa thần điện lơ lửng phía trên thập phương U Minh, chấn áp thiên ma, cổ ma và ma thần. Mà ở trung tâm U Minh địa ngục lại có một tòa lục đạo luân hồi thật lớn, nghiêng thân đứng ở trong tầng tầng thế giới U Minh, xuyên thủng thập phương U Minh, không ngừng mà chuyển động. Tầng thấp nhất của tòa lục đạo luân hồi này tọa lạc ở trên minh hải cực rộng lớn, đáy luân bàn dựng bên trong biển rộng, không ngừng chuyển động, mang theo những dòng nước biển. Từ trong các đại U Minh, ma thổ, từng dòng sông hoàng tuyền lớn, từng cây cầu đại hà, từng đường sinh đường tử đều thông với tòa luân hồi cực lớn này. Đây là lục đạo luân hồi mà Diệp Phúc dựa theo lục đạo phá diệt cấm điển và lục đạo luân hồi bảo quyển ghi lại mà diễn hóa ra. Tuy nhiên, vẫn chưa toàn hiện, mới chỉ là hình thức ban đầu mà thôi. Thế giới của hắn xuất hiện thập phương U Minh và lục đạo luân hồi lại càng thêm vững chắc. Một loại cảm giác bao quát vạn vật, chúng sinh trong thiên địa sinh ra, thậm chí thay đổi hình thể người khác, biến người thành súc sinh đều ở trong một ý nghĩa của hắn. Thế giới của hắn còn chưa hoàn mỹ, Diệp Phúc thoáng cảm thấy trong bản Vương Khai Thiên Kinh vẫn còn một chỗ thiếu hụt vô cùng lớn, vô cùng quan trọng. Tuy rằng hiện giờ chỗ thiếu hụt đó chưa hề hiện lộ ra, nhưng khi tu vi của hắn càng ngày càng tinh thâm, chỗ thiếu hụt đó tất sẽ có một ngày lộ ra. Bây giờ ta còn chưa thể biết chỗ thiếu hụt đó đến tận cùng là cái gì. Đợi cho ta tu luyện đến cảnh giới càng cao hơn, tất sẽ có thể phát hiện ra nó, sau đó bổ sung cho hoàn mỹ kìa. Trong tâm của Diệp Phúc đột nhiên tràn đầy ham muốn xấu xa, rất muốn tìm một người để thử nghiệm uy lực của bản Vương Khai Thiên Kinh, thử xem có thể biến đối phương thành súc sinh hay không. Hắn vội vàng từ bỏ suy nghĩ này, ngẩng đầu lên mà nhìn, chỉ thấy trong tông chủ đại điện, tám đại cấm pháp khác vẫn ở nguyên chỗ cũ. Ứng Tông Đạo vẫn chưa tán những cấm pháp đó đi, vẫn hiện ở trước mắt Diệp Húc, dường như đang dụ dỗ hắn đi học những môn cấm pháp đó vậy. Nếu ta học hết những cấm pháp đó, quả thật có thể bổ sung cho bản Vương Khai Thiên Kinh càng thêm đầy đủ. Nhưng học chúng rồi, Ứng sư huynh tất sẽ bắt ta làm cái tông chủ đời tiếp theo gì gì đó. Hắn đảm nhiệm tông chủ, lo tâm lao lực, làm hại bản thân giờ còn chưa trở thành vua hoàng, ta sao có thể dẫm lên vết xe đổ đó được. Diệp Húc lập tức rời khỏi tông chủ đại điện, chân trước hắn vừa bước ra, tám đại cấm pháp trong điện sau lưng hắn lập tức bùng một tiếng vỡ nát, biến mất không còn gì nữa. Không biết Giả La Minh Tôn và Hạo Thiên Quyền đã thoát ra khỏi vô vọng thiên bích chưa đây. Diệp Húc tâm khẽ động, nhấc chân đi đến phía bắc luân hồi thiên bàn. Hắn đã rời khỏi vô vọng thiên bích đã hơn 9 năm rồi. Theo lý mà nói, Giả La Minh Tôn và Hạo Thiên Quyền sớm được thả ra, hẳn ra đang tiêu diêu tự tại khắp nơi rồi. Nhưng khi Diệp Húc cách vô vọng thiên bích càng lúc càng gần, thì lại nghe thanh âm gà bay chó sủa truyền đến. Chó Nhật, cả ba người các ngươi đều là chó Nhật cả. Con chó kia vô cùng kiêu ngạo mà la to. Các ngươi tên nào dám đánh tiếp, lão tử liền cắn cho hắn chết khiếp. Cho tất cả các ngươi đều mắc bệnh chó dại. Diệp Húc đi đến dưới vô vọng thiên bích, chỉ thấy Già La Minh Tôn, Hạo Thiên Quyển và một vị đầu châu thân người cùng với một vị đại minh tôn vương bốn đầu tám tay đang ngồi ngay ngắn ở trên hoa sen trong đầm nước dưới thiên bích. Ba vị đại minh tôn vương và một con chó đen bị xếp thành một hàng đều bị buộc vào một cái dây xích chó. Hạo Thiên Quyển vô cùng tủi thân ngồi giữa Già La Minh Tôn cùng hai vị đại minh tôn vương kia. Ba vị đại minh tôn vương tuy bị chấn áp dưới vô vọng thiên bích nhưng vẫn vô cùng dũng mãnh như trước. Bọn họ bị vô vọng thiên bích chấn áp, không thể đứng dậy, tất cả đều ngồi ở trong hoa sen tự thi triển bản lĩnh đánh tới đối phương. Dáng người bọn họ đều cực kỳ cao lớn, mặc dù đã ngồi xuống thì cũng cao đến 10 trượng. Cánh tay bọn họ rất dài, vì đại minh tôn vương hoàng tộc đế thích bốn đầu tám cánh tay kia, tám bàn tay như to như mui sa, mỗi cái cầm một món bất diệt chi bảo, lướt qua đỉnh đầu Hạo Thiên Quyển đánh tới Già La Minh Tôn. Mà một vị đại minh tôn vương ma tộc khác, thân người đầu châu, lực lớn vô cùng, nắm đấm như chùy, trong tay lại cầm lấy một cây tam xoa kích. Món bất diệt chi bảo này cũng lướt qua đỉnh đầu Hạo Thiên Quyển đánh tới Già La Minh Tôn. Mà thực lực của Già La Minh Tôn hiển nhiên là hơn hẳn hai người này một bậc. Lão tuy không phải bốn đầu tám tay ngàn mắt, nhưng cánh tay sinh ra một đôi đao xương, phía sau mọc ra một cái đuôi bọ cạp rất dài. Mỗi một món vũ khí đều được lão rèn luyện còn mạnh hơn cả bất diệt chi bảo. Huống chi trong tay của lão còn có những món bất diệt chi bảo khác như là Linh Cứu Thanh Đăng, Thiên Khuyết Chiến Kích, uy lực đều cực kỳ mạnh. Ba vị đại minh tôn vương này tuy không thể đứng dậy, nhưng sức chiến đấu lại không hề giảm chút nào. Một trận ác chiến đánh cho trời tăm đất tối. Cũng may nơi đây là cấm bảo của Hoàng Tuyển Ma Tông, một bộ phận của Luân Hồi Thiên Bàn.
dù ba người có mạnh như thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể đánh vỡ được món cấm bảo này. Nhưng Hạo Thiên Quyền ở dưới công kích của bọn họ lại gặp phải tai ương, bị dư ba chiến đấu giữa ba người ép cho nằm bẹp xuống hoa sen, kêu la không ngừng. Cầm miệng! Vị đại minh tôn vương hoàng tộc Đế Thích kia thật sự không chịu nổi tiếng ồn của Hạo Thiên Quyền, đột nhiên một tay đánh tới đầu con chó đen kia. Con chó kia đột nhiên ngẩng đầu lên, cái đầu của nó nhoáng một cái trở nên lớn như ngọn núi, cắn lên trên cổ tay của hắn. Đại minh tôn vương hoàng tộc Đế Thích khô đau liên tục, vội vàng rẽ ra, nâng tay lên thì thấy tay mình đã bị cắn một đoạn, chỉ còn thấy xương cốt, lập tức giận dữ trong lòng. Không ngờ đầu Hạo Thiên Quyền lúc này quá lớn, bị Già La Minh Tôn và một vị đại minh tôn vương ma tộc khác liên tục đánh lên đầu, đánh cho đầu của nó chảy cả máu, vội vàng thu nhỏ đầu lại thành một con chó đen nhỏ, tránh ở trên hoa sen, chỉ vậy liên tục. Cái tên bốn đầu kia, mi trúng độc chó của ông nội nhà mi rồi, không ra vài năm nữa độc chắc chắn sẽ phát, lúc đó mi sẽ biến thành chó điên kìa. Vị đại minh tôn vương hoàng tộc Đế Thích kia tức giận đến mắng liên tục, lại e sợ mình thật sự trúng cái gì đó gọi là độc chó. Vị đại minh tôn vương hoàng tộc Đế Thích kia tức giận đến mắng liên tục, lại e sợ mình thật sự trúng cái gì gọi là độc chó gì gì đó, toàn thân trào ra ma hỏa dày đặc, đốt cháy xung quanh, nhất là trên miệng vết thương. Hắn lại cẩn thận dùng ma hỏa đốt một lần nữa, đem cái gọi là độc chó kia đốt sạch không còn một mảnh. Hai vị đại minh tôn vương này là ai đây? Hai kẻ này không có việc gì, sao lại cũng xích mình cùng với xích chó như thế kia? Diệp Húc vô cùng tò mò. Lần trước khi hắn rời khỏi Hoàng Tuyển Ma Tông, Già La Minh Tôn và Hạo Thiên Quyển bị buộc vào cái xích chó mà Nghệ Hoàng luyện chế chấn áp dưới Vô Vọng Thiên Bích, còn nửa năm nữa mới có thể thoát ra ngoài. Không ngờ lần này hắn trở về đã lâu như vậy rồi, Già La Minh Tôn và Hạo Thiên Quyển vẫn bị chấn áp dưới Vô Vọng Thiên Bích, hơn nữa cái xích chó kia còn buộc thêm hai người nữa, không thể không khiến cho kẻ khác tò mò. Diệp Húc không lập tức hiện thân mà cẩn thận nghe một lát, lúc này mới biết ngọn nguồn từ trong miệng ba người một chó kia. Hai vị đại minh tôn vương này, vị hoàng tộc Đế Thích tên là Tu Đề Minh Tôn, cổ ma tộc tên là Bảo Hiền Minh Tôn, cùng xuất thân từ Sâm La Ma Điện, chính là thủ hạ của Ma Hoàng, phụng mệnh đuổi giết Già La Minh Tôn đến nhân gian. Già La Minh Tôn và Hạo Thiên Quyển sớm đã thoát khỏi Vô Vọng Thiên Bích chấn áp, chuồn ra Hoàng Tuyển Ma Tông, khoái hoạt ở khắp nơi. Già La Minh Tôn tuy đã biến thành hình người, nhưng tính tình đến chết cũng không đổi được. Ở cùng con phá cẩu Hạo Thiên Quyển này, sao có thể không gây chuyện thị phi cho được? Hơn nữa một người một chó cùng bị buộc chung một cái xích, quả thật kinh thế hãi tục. Bọn họ gây ra rất nhiều chuyện, cuối cùng rước lấy Bảo Hiền và Tu Đề hai vị Minh Tôn. Già La Minh Tôn và Hạo Thiên Quyển dọc đường tránh né hai người kia truy sát, chạy trốn tới chân núi Hoang Sơn trong cảnh nội Đại Hán, cuối cùng bị hai vị đại minh tôn vương kia đuổi kịp. Một trận khổ chiến xảy ra, Tu Đề và Bảo Hiền hai vị đại minh tôn vương kia rốt cuộc chiếm thế thượng phong, không ngờ lại bị Già La Minh Tôn âm thầm tế xích chó lên đeo vào trên cổ hai người này. Cái xích chó này chính là do Nghệ Hoàng tự tay rèn đúc, dùng để xích Hạo Thiên Quyển nhất mạch, giỏi về khóa thân thể, trói nguyên thần, cực kỳ cứng rắn. Dù là Già La Minh Tôn tế bất diệt chi bảo lên cũng không thể chấm đứt được nó. Công hiệu của xích chó không khác gì khốn tiên thẳng trên Trảm Tiên Đài, nhưng lại càng làm cho người ta hoảng sợ. Cái xích chó này chỉ đeo ở cổ, mà chuyện khủng bố nhất là sau khi ngươi bị xích cổ rồi, trên xích sắt còn buộc một con chó đen miệng đầy thô tục. Tu Đề và Bảo Hiền tuy đều là tam bất diệt cảnh, thiên địa pháp tướng bất diệt đỉnh phong, nhưng thực sự không bằng Già La Minh Tôn, bị khóa bằng xích chó, hai người dùng hết bản lĩnh cũng không thể mở được nó ra. Những ngày sau đối với hai người họ mà nói, quả đúng là ác mộng. Đường đường đại minh tôn vương lại bị buộc ở một chỗ với một cái xích chó. Đó vốn là chuyện vô cùng nhục nhã, nhất là xích chó còn xích một con chó nữa, càng làm cho bọn họ suy sụp. Mà làm cho người ta suy sụp nhất chính là trận ác chiến giữa bọn họ và Già La Minh Tôn đã đánh cho chảy sụp đất nứt, dẫn đến không biết bao nhiêu vu sĩ, đại vu đại hán. Trước mắt bao nhiêu người, hai vị đại minh tôn vương cao quý kia hận không thể đào một cái lỗ mà chui xuống. Cuối cùng, tin tức ba vị đại minh tôn vương ma tộc xuất hiện ở thế giới vô hoang đã rơi vào trong tai của các đại thánh địa chính phái, khiến cho không biết bao nhiêu người trừ ma vệ đạo, cao thủ ùn ùn kéo đến. Đại vu tam bất diệt cảnh cũng xuất hiện hơn 10 vị. Ba người một chó không thể không liên kết lại, mở ra một con đường máu, cuối cùng dẫn đến một vị nhân hoàng chính đạo nhúng tay, suýt nữa giết chết bọn họ ngay tại chỗ. Rốt cuộc ba người một chó chạy trốn tới cảnh nội Đại Tần, bọn họ vừa bước vào đất đai Đại Tần thì bị Ứng Tông Đạo chấn áp, bắt về Hoàng Tuyển Ma Tông, ném tới dưới Vô Vọng Thiên Bích. Ứng Tông Đạo vốn chẳng quan tâm đến bọn họ, làm hại ba người một chó ngồi dưới Vô Vọng Thiên Bích gần 2 năm, đến nay cũng chưa thể thoát ra ngoài. Đây là cái xích chó do tên khốn nào rèn ra vậy, có cần nham hiểm đến thế không?
Bảo Huyền Minh Tôn mãi không thể bắt được Già Lam Minh Tôn, tức giận rít gào, ra sức đứng dậy, khiến cho xích sắt rung lên rầm rầm. Lão vừa mới đứng lên, trong vô vọng thiên bích lập tức thò ra một bàn tay, ép lão ta không thể không ngồi xuống. Lão ta tức giận đến cực điểm, lỗ mũi trâu không chỉ phun khói, thậm chí phun ra lửa, giận dữ kêu lên. Tên khốn kiếp nào rèn cái bức tường này vậy, có cần phải nhăm nhiều đến mức đó không? Diệp Húc không biết nói gì hơn. Những gì hai vị đại minh tôn vương này trải qua quả thật là bi thúc. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc hơn chính là thực lực của Già Lam Minh Tôn. Già Lam Minh Tôn vốn không phải đối thủ của Bảo Hiền và Tu Đề, nếu không cũng không bị hai người bọn họ đuổi giết đến Hoang Sơn. Nhưng lúc này, không ngờ Già Lam Minh Tôn lại có thể đối chọi với công kích của hai người kia, thậm chí hơi chiếm thượng phong. Điều này đã chứng minh trong thời gian này, Già Lam Minh Tôn trải qua sát phạt, tu luyện, lại có tổ sư khai phái trong vô vọng thiên bích cùng lão ra chiêu, lại có thêm cửu giai thuần dương linh mạch, khiến thực lực của lão ta e là tiến bộ không nhỏ. Già Lam Minh Tôn lúc này đã gần đến cảnh giới nhân hoàng, đáng tiếc ông ta mãi không thể bước qua một ngưỡng cuối cùng, khai thông luân hải thứ 9, trở thành nhân hoàng. Mà tu vi và thực lực của Hạo Thiên Quyển chắc cũng tiến bộ vượt bậc. Còn chỗ này, ở trong hậu hoa viên của Nghệ Hoàng, đã ăn không biết bao nhiêu thiên hạ kỳ chân, coi linh dược thành cây cỏ mà ăn, cả bụng đều là tinh hoa cả. Trải qua trận chiến này, dược lực trong cơ thể của nó chắc đã luyện hóa hết, khiến tu vi và thực lực của nó tăng vọt lên. Hiện giờ hơn phân nửa là đã tu luyện đến tam tương cảnh, còn nhanh hơn cả Diệp Húc. Hơn nữa chủng tộc nó khác với dị thú thượng cổ, nó chính là bộ tộc Hạo Thiên Quyển trong cự thú viễn cổ. Sau khi trưởng thành, một cái đớp có thể cắn nuốt mặt trăng, ăn luôn các vì sao. Ở trong viễn cổ thì nó cũng là bá chủ số 1, số 2. Nếu không con chó này cũng không thể cắn cho Tu Đề Minh Tôn, vị cường giả tam bất triệt cảnh này hô đau liên tục, suýt chút nữa cả tay cũng bị nó cắn đứt. Các vị thật náo nhiệt. Diệp Húc đi đến dưới vô vọng thiên bích, cười tủm tỉm nói. Tu Đề Minh Tôn và Bảo Hiền Minh Tôn liếc hắn một cái, không thèm để ý. Lão đệ, ngươi đi đâu mà giờ mới trở về vậy? Già La Minh Tôn vui mừng quá đỗi, giơ tay chỉ hướng Tu Đề Minh Tôn và Bảo Hiền Minh Tôn, nhai răng cười độc ác. Ngươi nhanh mở ứng tông đạo, ứng tông chủ tới đây, giết chết thay con hỗn cầu này. Tu Đề Minh Tôn và Bảo Hiền Minh Tôn đều dùng mình một cái, trợn tròn mắt nhìn hắn. Hai người bọn họ biết rõ chỗ lợi hại của ứng tông đạo. Lúc trước ba người một chó bọn họ né tránh vị nhân hoàng chính đạo kia đuổi giết, chạy trốn tới cảnh nội Đại Tần. Vừa mới ló đầu ra, liền bị ứng tông đạo cách trăm núi ngàn sông thò tay đến, trực tiếp chấn áp, bắt về Hoàng Tuyển Ma Tông, ném vào dưới vô vọng thiên bích. Tiểu tử thối, ngươi muốn mời ứng tông chủ ra tay sao? Lão ngưu làm thịt tiểu tử ngươi trước rồi nói sau. Bảo Hiền Minh Tôn cười gằn, mắt trâu trợn tròn lên, thình lình tế tam sao kích lên. Chỉ thấy bảo vật này hoành không, dài đến hơn 10 dặm, tản ra rung động khủng bố, đâm mạnh tới Diệp Húc. Răng rắc một tiếng, Diệp Húc đứng bất động tại chỗ, sau lưng xuất hiện một bóng dáng hùng vĩ, bốn đầu tám cánh tay, quanh thân tràn ngập liệt hỏa, đúng là liệt hỏa Minh Tôn. Thần điện ma hỏa hiện ra sau đầu, một tay giơ ra bắt được tam sao kích. Cho dù Bảo Hiền Minh Tôn có cổ động thiên địa pháp tướng thế nào, cũng chẳng thể triệu hồi nó về. Diệp Húc khẽ mỉm cười, chỉ thấy tám cánh tay của liệt hỏa Minh Tôn bắt lấy thanh tam sao kích này, ra sức vặn một cái, cứng rắn vặn cho thanh bất diệt chi bảo này thành quẩy xoắn, lập tức niết thành một đống sắt vụn, quăng lại cho Bảo Hiền Minh Tôn. Đại Minh Tôn vương của Diêm Ma Thần Điện, liệt hỏa Minh Tôn. Tu Đại Minh Tôn sắc mặt kịch biến, bốn cái miệng há hốc đồng thời thất thanh hô lên. Không phải, người đã chết rồi sao? Người có thể tay không tiếp được tam sao kích của ta, chẳng lẽ người đã tu thành nhân hoàng rồi sao? Bảo Hiền Minh Tôn cũng biến sắc mặt. Diệp Húc khó khăn một tiếng, mỉm cười mà nói. Hai vị Đại Minh Tôn vương, liệt hỏa Minh Tôn đương nhiên đã chết rồi, bị ta luyện thành thân ngoại hóa thân. Chẳng qua khi ông ta còn sống đã tu luyện đến cảnh giới nhân hoàng. Nếu hai vị đầu nhập vào chỗ ta, ta sẽ đem thân thể liệt hỏa Minh Tôn cho hai vị tham khảo, giúp các ngươi giải luân hải thứ 9, tiện cho các ngươi đột phá trở thành nhân hoàng. Còn nếu không theo... Diệp Húc vẻ mặt đầy ý cười, chỉ thấy thần điện ma hỏa sau đầu liệt hỏa Minh Tôn càng to lớn hơn, ma long không ngừng ngâm lên, chậm rãi bơi ra khỏi điện thờ. Chết ngay lập tức. Liệt hỏa Minh Tôn lập tức mở tám con mắt ra, bốn cái miệng đồng thời hét lớn, thanh âm cuồn cuộn như sấm vậy. Liệt hỏa Minh Tôn tuy bị Diệp Húc lấy thiên địa pháp tướng của Hạ Trung Đường thúc dục, chẳng qua mỗi lần như thế thì uy lực thiên địa pháp tướng liền giảm đi một phần. Nhưng lúc này Diệp Húc lấy được thập điện Chiêm La Ma Hoàng đại điển, bên trong có cấm pháp mà Liệt hỏa Minh Tôn tu luyện khi còn sống, đại phần thiên ma long trang nghiêm kinh. Đại phần thiên ma long trang nghiêm kinh đó cũng không đầy đủ, hơn nữa bản thân Diệp Húc cũng không thể tu luyện.
nhưng hắn dùng thân thể Liệt Hỏa Minh Tôn tu luyện môn cấm pháp này lại càng tăng thêm sức mạnh. Thậm chí cả thiên địa pháp tướng của Hạ Trung Đường cũng bị ô nhiễm, linh khí linh lực toàn thân đều hóa thành ma khí cuồn cuộn. Lúc này hắn thúc giục thân thể Liệt Hỏa Minh Tôn cũng không lo thiên địa pháp tướng yếu đi nữa, cuối cùng cũng có thể duy trì trạng thái chiến đấu của Liệt Hỏa Minh Tôn. Hắn tung mồi nhử cho Bảo Hiển Minh Tôn và Tu Đề Minh Tôn, đồng thời cũng ném ra uy hiếp. Với ma tộc mà nói, mỗi một luân hải chính là một xiềng xích của vũ sĩ ma tộc, lên mỗi một tầng lại càng khó đột phá. Không biết bao nhiêu cường nhân ma tộc bị nhốt ở cảnh giới đỉnh phong mãi không thể khai thông luân hải tiếp theo. Nhưng nếu khai thông được thì tu vi và thực lực của bọn họ sẽ tăng mạnh hơn mấy lần, nhất là vương tộc và hoàng tộc. Luân hải của bọn họ so với kẻ khác đều rộng lớn hơn, lúc đấy thực lực sẽ nâng cao mấy chục, thậm chí là mấy trăm lần, còn hơn cả vũ sĩ nhân loại yêu tộc tăng lên cả một cảnh giới lớn. Bảo Hiền Vinh Tôn và Tu Đề Minh Tôn đều là những người có tam bất diệt cảnh, thiên địa pháp tướng bất diệt đỉnh phong, phải khai thông luân hải thứ 9 mới có thể trở thành nhân hoàng, thậm chí là tiến vào cảnh giới vô hoàng. Nhưng luân hải thứ 9 lại cực kỳ thần bí, là một cửa khó thông qua nhất trong cửu đại luân hải. Sau khi đột phá nó rồi, nó lại là một cửa với thực lực cũng tăng lên nhiều nhất. Lấy tu vi thực lực hiện tại thì bọn họ căn bản không thể tìm kiếm ra phương pháp khai thông luân hải thứ 9. Nhưng nếu có một vị nhân hoàng ma tộc mở rộng thâm thần để cho họ quan sát thân thể, xem xét cấu tạo luân hải, có lẽ họ sẽ tìm được con đường tắt mở ra luân hải thứ 9, trở thành nhân hoàng của ma tộc. Nếu có thể làm được đến bước đó, bọn họ đã không còn là Đại Minh Tôn Vương nữa, mà là nhân vật có thực lực tăng vọt gấp chục, thậm chí là gấp trăm lần, có thể ngồi ngang với các vị điện chủ các đại thần điện ma tộc. Có khi bọn họ còn có thể trở thành điện chủ của một thần điện nào đó. Ma tộc lấy thực lực vi tôn, cho nên điều này với bọn họ mà nói vô cùng hấp dẫn. Nhất là với Tu Đề Minh Tôn thì thứ dụ hoặc này lại càng lớn hơn. Liệt Hỏa Minh Tôn là hoàng tộc đế thích, Tu Đề Minh Tôn cũng là hoàng tộc đế thích, có cổng cấu tạo luân hải. So với Giả La Minh Tôn và Bảo Hiền Minh Tôn, ông ta càng là có thể lấy được bí mật của nhân hoàng đế thích, càng dễ dàng đột phá đến cảnh giới nhân hoàng. Chẳng qua, muốn Tu Đề Minh Tôn và Bảo Hiền Minh Tôn đầu nhập vào chỗ Diệp Húc thì hoàn toàn là không có khả năng. Bọn họ thân là Đại Minh Tôn Vương của Sâm La Thần Điện, cấp dưới của Ma Hoàng, dưới một người và trên hàng tỷ người, địa vị tôn quý biết bao. Diệp Húc chẳng qua chỉ là một nhân tộc mà tu vi còn không bằng bọn họ, cho dù là điện chủ của thần điện ma tộc, có tu vi cao xa hơn họ bao nhiêu, cũng không thể làm cho bọn họ thay đổi, phản bội Ma Hoàng được. Bảo chúng ta phản bội Ma Hoàng mà đầu nhập vào chỗ ngươi sao? Tu Đề Minh Tôn cười lạnh mà nói, ngươi cũng đừng nghĩ nữa, cho dù ngươi có giết chúng ta, chúng ta cũng tuyệt không phản bội Ma Hoàng mà đi đầu nhập vào một tên nhân loại đâu. Không sai, sĩ có thể giết chứ không thể nhục. Đầu nhập vào ngươi, uy danh ngàn năm của hai chúng ta sẽ mất sạch, thả chết đi còn hơn. Bảo Hiền Minh Tôn ồm ồm nói. Già La Minh Tôn cũng không nhịn được, nhíu mày. Diệp lão đệ, ma tộc ta có tôn nghiêm của ma tộc, bảo bọn họ đầu nhập vào đệ so với giết bọn họ còn khó hơn. Lời này đừng nhắc lại nữa đi, xử lý hai tên khốn kiếp này trước rồi tính kìa. Bảo Hiền Minh Tôn cười ha hả, điềm nhiên nói, muốn giết chúng ta ư? Dù ngươi có được thân thể của Liệt Hỏa Minh Tôn thì cũng chẳng thể làm được. Hai người bọn ta thân thể bất tử, nguyên thần bất diệt, thiên địa pháp tướng vĩnh tồn, trừ phi ngươi là nhân hoàng, còn không thì đừng hòng có thể giết được chúng ta. Hạo Thiên Quyển vội vàng kêu lên, ta đầu nhập vào ngươi, mau cứu ta ra, mau cứu ta ra. Các ngươi từ chối ta là muốn tìm chết ư? Diệp Húc không để ý tới lời của Hạo Thiên Quyển, sau lưng hiện ra Trảm Thiên Đài, chiêu hồn phiên bay phất phới. Hắn cười lạnh mà nói, thân thể tam bất diệt, người khác có lẽ không giết được ngươi, nhưng với ta thì chẳng hề khó. Không chỉ các ngươi, ngay cả sơn môn hộ pháp của Tiểu Quang Minh Thánh Địa, Bảo Nguyên Đại Thiền Sư cũng đã chết dưới Trảm Thiên Đài của ta. Ta hỏi lại các ngươi một câu, tóm lại là có đầu nhập vào ta hay không? Diệp Húc khét lớn, giao Trảm Thiên Đài cho Liệt Hỏa Minh Tôn tế lên. Tòa Trảm Thiên Đài này ở trong tay Liệt Hỏa Minh Tôn còn dũng mãnh hơn hẳn. Khi ở trong tay của hắn, chém giết một tên Đại Minh Tôn Vương tam bất diệt cảnh đỉnh phong cũng chẳng nói chơi. Trảm Thiên Đài có tổng cộng 6 món bất diệt chi bảo, mỗi một món vu bảo có uy năng cực kỳ quỷ dị. Già La Minh Tôn vẫn còn thấy sợ hãi món bảo vật này, lập tức cười độc ác nói, lúc trước tòa Trảm Thiên Đài này không có ai tế mà suýt nữa đã chém được cả lão tử kìa. Diệp lão đệ, ngươi cho Liệt Hỏa Minh Tôn tế Trảm Thiên Đài lên, xử hai con hỗn cầu kia thật dễ dàng. Mau mau ra tay chém chết thầy tên khốn nạn này. Lão tử phải lấy thi thể của chúng luyện thành vu bảo, sau đó luyện thiên địa pháp tướng của chúng thành nguyên thần thứ hai, cho người có thể hoàn toàn thúc giục Liệt Hỏa Minh Tôn phát huy ra thực lực của nhân hoàng.
Sắc mặt Tu Đề Minh Tôn và Bảo Hiền Minh Tôn cùng kịch biến. Già Lam Minh Tôn nói tòa Trảm Tiên Đài này có thể chém bọn họ, như vậy chắc chắn nó có thể khiến cho bọn họ thân tử đạo tiêu, tuyệt không nói khoác. Không ngờ hai chúng ta cũng có ngày hôm nay. Tu Đề Minh Tôn cảm thán một tiếng, nhắm mắt ngưng thần, ngồi chịu chết trên hoa sen. Bảo Hiền Minh Tôn trừng lớn đôi mắt trâu gầm thét: Người có giết ta, ta cũng không đầu hàng. Diệp Húc cười ha ha, bất chợt thu lại Trảm Tiên Đài và Liệt Hỏa Minh Tôn tán thưởng nói: Hai vị không hổ là Đại Minh Tôn Vương của Sâm La Thần Điện, Diệp Mỗ vô cùng khâm phục. Có định hót mấy lão tử cũng không hàng ngươi đâu. Bảo Hiền Minh Tôn lỗ mũi phun khói, cả giận mà nói. Mà Tu Đề Minh Tôn cũng hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói: Cho dù miệng ngươi có phun hoa sen, lưỡi chắt kim liên cũng không thể làm cho chúng ta hồi tâm chuyển ý, phản bội Ma Hoàng, đầu nhập vào chỗ ngươi. Diệp Húc khẽ mỉm cười, sau đầu hắn đột nhiên xuất hiện một mảng thế giới. Thập Điện Diêm La bừng bừng xuất ra, tạo thành thập giới U Minh Ma Thổ, từng tầng thế giới U Minh thật là đồ sộ. Thập Điện Diêm La Ma Hoàng Đại Điện. Bảo Hiền Minh Tôn ngẩn ra, thất thanh kêu lên. Tu Đề Minh Tôn cũng mở to mắt ngơ ngác nhìn thế giới sau đầu của Diệp Húc, một bộ dạng khó có thể tin được. Lão đột nhiên nhớ tới Ma Hoàng từng vô tình cố ý nói qua, ông ta có một đứa con lưu lạc đến nhân gian, bái vào làm môn hạ của Hoàng Tuyển Ma Tông, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Già La Minh Tôn cũng nghẹn họng nhìn chân chối, đứng nguyên tại chỗ hồi lâu không nói lên lời. Lão cùng Diệp Húc có tình cảm thâm hậu, hơn nữa ở chung khá lâu, đương nhiên biết lúc trước Diệp Húc chưa từng tu luyện qua Thập Điện Diêm La Ma Hoàng Đại Điển. Lúc trước ở trong ân khư, hắn còn không biết tên họ của Ma Hoàng. Nếu thật sự là con của Ma Hoàng thì sao có thể không biết tên tuổi của phụ thân mình được? Chẳng lẽ tiểu tử này đã xử lý đứa con riêng của Ma Hoàng kia nên cướp được cả Thập Điện Diêm La Ma Hoàng Đại Điển hay sao? Già La Minh Tôn vô cùng nghi hoặc, thầm nhủ: Không phải là Diệp lão đệ muốn lừa hai tên hỗn cầu này để cho chúng nghĩ hắn là con trai của Ma Hoàng đấy chứ? Bên trong Hoàng Tuyển Ma Tông, ở trong Quy Ẩn Đại Điện trên đỉnh Linh Phong Ẩn, nơi Thiểu Cung Triều ở, đột nhiên một thanh âm vang lên: Thiếu Bảo, cái tên tiểu tử thối này hỏng đến không thể cứu được nữa rồi, ngay cả Đại Minh Tôn Vương mà cũng dám lừa. Triều Cung Triều cười mắng: Còn bà nữa, tiểu tử này còn dám giả mạo làm con trai của Ma Hoàng, chẳng lẽ không sợ bị hai tên Đại Minh Tôn Vương này vạch trần hay sao? Ứng Thông Đạo khoanh chân ngồi bên cạnh ông ta nhàn nhạt đáp: Sao có thể bị vạch trần được? Thập Điện Diêm La Ma Hoàng Đại Điển mà hắn tu luyện đúng là tâm pháp chính tông mà Ma Hoàng sáng tạo, dù là Ma Hoàng cũng chẳng thể bới móc được gì. Triều Công Thiều tán thưởng không ngừng cười nói: Tiểu tử này hư hỏng đến cạn bã rồi, so với người năm đó thậm chí còn hậu sinh khả úy kìa. Sắc mặt Ứng Thông Đạo quấn lên, phẫn nộ nói: Thầy, năm đó ta có đến mức thế không? Hè, cũng tầm đó, có khi còn hơn cả Diệp Thiếu Bảo ấy chứ. Triều Công Thiều cười ha hả. Dưới Vô Vọng Thiên Bích, Diệp Húc thu khí thế lại, mỉm cười nói: Hai vị, giờ các ngươi có thể quy thuận ta được rồi chứ? Ngài là thiếu chủ. Bảo Hiền Minh Tôn kinh hãi, vội vàng đứng dậy, lập tức lại bị một bàn tay to thò ra từ vách tường Vô Vọng Thiên Bích đè xuống, thất thanh nói: Nhị Thái Tử Điện Hạ. Chớ có lên tiếng. Sắc mặt Diệp Húc phát lạnh, hắn hừ một tiếng nói: Nơi này là Hoàng Tuyển Ma Tông chứ không phải Sâm La Thần Điện, người hồi to như thế chẳng lẽ muốn tất cả mọi người biết thân phận thật sự của ta hay sao? Bảo Hiền Minh Tôn dùng mình một cái, nhớ ra Ứng Thông Đạo thần thông quảng đại, nếu làm ầm lên quả thật dễ dàng rơi vào trong tay của Ứng Thông Đạo, đưa Thái Tử vào hiểm địa, vội vàng câm miệng. Lão ngẫm nghĩ một lát, lập tức đứng dậy chống lại chấn áp của Vô Vọng Thiên Bích, cung kính vái Diệp Húc ba cái, sau đó mới ngồi xuống kính cẩn nói: Lão Ngưu nguyện ý quy hàng, bái kiến chủ công. Diệp Húc cười một tiếng, nhìn về phía Tu Đệ Minh Tôn, thản nhiên nói: Tu Đệ, ngươi không bái lại ta sao? Tu Đệ Minh Tôn vẫn còn nghi ngờ, nghe vậy chần chừ một lúc lâu, bất đắc dĩ đứng dậy bái ba bái, hắn nói: Tu Đệ bái kiến thiếu chủ công. Tu Đệ, ta biết ngươi vẫn còn nghi ngờ. Diệp Húc chắp hai tay sau lưng, ra vẻ bí hiểm, thản nhiên nói: Người phái các ngươi tới giết Già La Minh Tôn kia, mục đích thật sự cũng không phải là vì giết Già La, mà là để cho các ngươi đầu nhập vào chỗ ta, giúp đỡ ta. Kỳ thực Già La Minh Tôn sớm đã đầu nhập vào chỗ ta rồi. Thứ muốn chính là Hoàng Tuyển Ma Tông này. Hoàng Tuyển Ma Tông chính là trạm thứ nhất để Sâm La Thần Điện chúng ta bước vào nhân gian. Già La, ngươi tới nói cho bọn họ xem có chuyện đó hay không? Già La Minh Tôn ngẩn ra, cuống quýt gật đầu, ồm ồm nói: À, đúng là vậy, đúng là vậy. Thế ra là thế.
Nguy hoặc còn sót lại trong lòng Tu Đề Minh Tôn đã được giải quyết dễ dàng. Lão không khỏi cảm thán muôn vàn, thầm nhủ: mỗi một cử động, mỗi một tiếng nói của Vu Hoàng đều hàm chứa ngụ ý sâu xa. Nếu không có Điện Hạ giải thích thì ta sao có thể nghĩ được ngọn nguồn ở trong đấy. Suýt nữa ta đã làm hỏng chuyện lớn của Ma Hoàng Bệ Hạ. Diệp Húc mỉm cười nói: các ngươi an tâm chớ nóng vội, ta đi mời Ứng sư huynh ra tay. Nó là các ngươi đã quy thuận ta, để huynh ấy đưa các ngươi ra. Hai người cung kính nhìn Diệp Húc rời đi. Bảo Hiền Minh Tôn vô cùng xúc động nói: không ngờ chủ công lại thật sự ở nơi đây. Vừa rồi ngài ấy dọa lão Ngưu chết khiếp đi, cứ tưởng cái mạng này không giữ được nữa rồi. Đừng có nói, đừng có nói. Tu Đề Minh Tôn cả giận: ngươi còn ở Mỹ nữa, hay là muốn bất nghĩa hãm hại chủ công đây? Bảo Hiền Minh Tôn vội vàng hạ giọng, cười ha hả nói: Tu Đề, vừa rồi lão tử biểu hiện còn có khí tiết hơn cả ngươi kìa. Lão tử hiện hiên ngang lẫm liệt, thà chết chứ không chịu khuất phục, ngươi thì lại sợ tới mức mặt trắng bệch ra kìa. Tu Đề Minh Tôn cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói: chủ công thâm minh xử lý, đương nhiên biết lòng trung thành của ta. Vừa rồi ta nhắm mắt chờ chết còn có khí tiết nhiều hơn con trâu thối nhà ngươi. Nhưng thật ra Bảo Hiền ngươi không nói một lời liền ra tay với chủ công, ngay cả vũ khí cũng bị chủ công vặn thành sắt vốn, thật quá mất mặt mà. Hắn không khỏi đắc ý, cười ha ha nói: có thể thấy được chủ công tất sẽ không coi trọng ngươi, chờ tương lai chủ công kế vị, địa vị của ta đương nhiên sẽ cao hơn ngươi một tầng kìa. Bảo Hiền Minh Tôn nổi giận, cười lạnh nói: mặt trắng, ngươi có bốn cái đầu đương nhiên lấy linh quang hơn ta rồi, có cái gì mà đắc ý chứ. Nếu như lão người ta cũng mọc bốn cái đầu, chắc chắn còn thông minh hơn cả ngươi kìa. Hey, Ma Hoàng Bệ Hạ chỉ truyền thụ thập điện Diêm La Ma Hoàng đại điển của ngày ấy cho hai người, một là đại công chúa, người kia chính là tam thái tử. Dù tứ thái tử hay hoàng hậu của Ma Hoàng Bệ Hạ đều không được truyền thụ môn cấm pháp này đâu. Tu Đề Minh Tôn chẳng để ý tới Bảo Hiền Minh Tôn, thầm nghĩ: tam thái tử là một võ sĩ, nghe nói trăm năm trước đi tới một bí cảnh, không biết sống chết ra sao cả. Diệp Phúc có thể đạt được thập điện Diêm La Ma Hoàng đại điển thì chỉ có hai cách thôi, một là lấy được từ chỗ đại công chúa, hai là bệ hạ tự mình truyền lại. Đại công chúa chắc chắn sẽ không tùy tiện truyền môn cấm pháp này ra, chỉ có thể từ bệ hạ tự mình truyền lại. Không thể nghi ngờ Diệp Phúc đích thực là đứa con thứ hai của bệ hạ rồi. Sau một lúc lâu, bọn họ rốt cuộc cảm thấy áp lực của Vô Vọng Thiên Bích biến mất, trong lòng cũng biết đây là tất nhiên, do Diệp Phúc tìm được Ứng Tông Đạo thả bọn họ ra khỏi nơi đây. Cuối cùng cũng có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này rồi. Hạo Thiên Quyền mừng rỡ, thả người nhảy lên vai Già La Minh Tôn. Già La Minh Tôn thì thở phào nhẹ nhõm, bước một bước ra khỏi phạm vi bao phủ của Vô Vọng Thiên Bích. Tu Đề, Bảo Hiền, hai vị Minh Tôn kia cũng vội vàng đi ra. Ba người ngơ ngác nhìn nhau, cùng lộ ra vẻ dữ tợn, chiến ý hừng hực. Chó Nhật kia, các ngươi còn muốn đánh sao? Hạo Thiên Quyền thấy thế, lập tức giận tím mặt kêu lên: chúng ta đều bị buộc trên một cái dây xích chó rồi, đánh chết ai chẳng lẽ sẽ có lợi cho con chó khác hay sao? Cái gì kêu là buộc cực cùng một cái xích chó đây? Bảo Hiền Minh Tôn nổi giận, sờ sờ cái sừng nhọn trên đầu của mình, cả giận mà nói: cái mắt chó của mi mù rồi sao? Chẳng lẽ mi không nhìn ra lão tử là đầu trâu thân người hay sao? Tu Đề Minh Tôn liếc Già La Minh Tôn một cái, thản nhiên nói: Già La, hiện giờ chúng ta cùng là thần tử của một điện, làm việc cho chủ công. Trước đây ta đã thương ngươi, ngươi cũng đã thương ta, thậm chí còn buộc chúng ta vào cái xích này. Nói tới cũng là ngươi chiếm tiện nghi rồi, chúng ta cũng liên thủ chống lại nhân hoàng chính đạo, cho nên ân oán từ trước liền xóa bỏ, ý ngươi như thế nào? Già La Minh Tôn cười lạnh một tiếng: tuy cũng là thần tử một điện, nhưng có phân chia tôn ti cao thấp khác biệt, cái này thắng bại cao thấp vẫn phải phân chia kìa. Tu Đề Minh Tôn cười ha ha, điểm như nói: không sai không sai, ta chính là Đại Minh Tôn Vương của Diêm La Thần Điện, dưới một người trên hàng tỷ người. Già La Minh Tôn ngươi là Đại Minh Tôn Vương của Diêm La Thần Điện, chúng ta có bối phận ngang hàng nhưng lại có cùng chủ, đương nhiên phải phân ra cao thấp rồi, xem ai mới là đệ nhất Minh Tôn dưới trướng chủ công, đệ nhất Đại Minh Tôn Vương kìa. Còn có ta nữa. Bảo Hiền Minh Tôn nhanh chóng bước ra, cười ha hả, hào khí ngút trời. Bảo Hiền ta chính là bộ tộc cổ ma hèn mọn nhất trong ma tộc, cổ ma bộ tộc tư chất kém cỏi nhất, luân hải không bằng Atula, không bằng vương tộc, lại càng không thể sánh với hoàng tộc. Nhưng lão ngưu ta một đường chiến đấu, tu luyện đến tam bất diệt cảnh, thành tựu thân thể nguyên thần, thiên địa pháp tướng bất diệt. Hôm nay ta cũng phải tranh một trận, ai mới là đệ nhất Minh Tôn, đệ nhất Đại Tôn Vương. Ba người sát khí ngút trời, Hạ Thiên Quyển đứng trên bờ vai của Già La Minh Tôn, cười lạnh mà nói: nếu như muốn đánh, không ngại thì thêm cả lão tử nữa kìa. Nói không chừng Long Khiếu Thiên đây mới chính là Đại Minh Tôn Vương dưới trướng chủ công kìa.
Sao? Một con chó cũng muốn làm đại tôn vương ư? Ba người giả La Minh Tôn tức giận, quay đầu nhìn con chó đen chỉ lớn bằng bàn tay này, cười lạnh mà nói: chó thì không làm được đại tôn vương hay sao? Hạo Thiên Quyển giận dữ, nhe răng nhếch miệng gầm gừ: đừng quên, chúng ta đều bị buộc trên cùng một cái xích chó kìa. Ba người một chó trừng mắt nhìn nhau, chiến ý hừng hực. Diệp Húc khẽ ho một tiếng, xuất hiện trước mặt bọn họ, không hài lòng mà nói: ta vừa mới cứu các ngươi thoát khốn, các ngươi lại định làm cái gì vậy? Muốn tạo phản hay sao? Tu Đại Minh Tôn không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, cất cao giọng nói: chủ công, thập đại thần điện ta khác với Hoàng Tuyển Ma Tông. Bên trong thập điện có rất nhiều đại minh tôn vương, nhưng đều có một thủ lĩnh được xưng là đệ nhất đại tôn vương. Giả La Minh Tôn chính là đại tôn vương của Diêm La Thần Điện, ta chính là đại tôn vương của Diêm La Thần Điện, đương nhiên phải phân ra cao thấp rồi, xem ai mới là đệ nhất đại tôn vương dưới trướng chủ công kìa. Bảo Hiền Minh Tôn giơ bàn tay ra dựng thẳng tam sao kích, cười to nói: không sai, lão ngưu sớm đã không phục tên Tu Đề Mặt Trắng này, đã sớm muốn vấn đỉnh đệ nhất tôn vương. Nói chẳng bằng hành động, để lão ngưu đánh bại hết hai cái tên đại tôn vương này, làm cho bọn chúng phải bái ta làm đệ nhất đại tôn vương. Diệp Húc không khỏi nhức đầu, hắn cũng biết ma tộc ở hàng cổ ma vực có cấp bậc nghiêm ngặt, không rối loạn như thế giới vô hoang. Ở trong các thần điện hàng cổ ma vực, các đại tôn vương chỉ có một, những minh tôn khác ngoài phục tùng điện chủ đều phải nghe theo sự an bài của đại tôn vương. Đây chính là phép tắc cường giả vi tôn của hàng cổ ma vực, cho dù là ma hoàng cũng không thể thay đổi. Cũng được, cho bọn họ đấu một trận phân thắng bại thôi. Theo ta thấy, giả La Minh Tôn sắp trở thành nhân hoàng, lão tất có thể ký áp quần hùng, trở thành đệ nhất nhân đại tôn vương. Lão là bạn tốt của ta, có lão khắc chế Tu Đề và Bảo Hiền, bọn họ có trở mình cũng không ra khỏi lòng bàn tay của ta được. Diệp Húc nghĩ đến đây cười nói: nếu các ngươi nhất quyết phải phân ra cao thấp thắng bại, không bằng lấy cái dây xích này ra trước, miễn cho vững tay vững chân các ngươi vậy. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập truyện của ngày hôm nay của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Khánh Duy chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và gặp lại quý vị ở tập tiếp theo của bộ truyện trong các video sắp tới. Xin chào và gặp lại.